Rồi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với video tiếp theo của em. Thì video hôm nay em xin giới thiệu mọi người là hai chiếc máy đo huyết áp nhé, hai chiếc máy Omron nha các bác. Đấy, cái máy đại tướng luôn, rất to nha các bác, to lắm. Đấy, thì hai cái này là model là Omron Hand 7020 nha. Đấy, hàng nội địa Nhật nha các bác. Đấy, hàng nội địa Nhật. Rồi, các bác coi vào vòng này. Đấy, rất to nha. Tí em sẽ đo kích thước cụ thể cho các bác. Cái này tiện cho các bác làm phòng khám này. Đấy, các bác cứ để một chỗ này. Đấy, đây, to chưa? Không cho này nó vỡ kính chết. Đấy, này pin em lắp sẵn này. Đó, pin lắp sẵn này nha. Đó, nó dùng 4 cục pin tiểu nha. Đấy, lắp sẵn rồi. Đấy, nó dùng được cả nguồn nha các bác, dùng được cả nguồn. Đấy, máy này thì nó sản xuất năm 2020 nha. Đấy, Omron Hand này 7020 này, sản xuất năm 20 nha các bác, tại Trung Quốc nha. Đấy, sản xuất năm 20 nha. Đấy, cái này thì ở bên Amazon Nhật ấy, người ta bán là 4 triệu nha các bác, 4 triệu cái máy này Amazon Nhật ấy, máy mới ấy, 4 triệu bác, các bác có thể vào check trên mạng đó. Còn hai cái máy này thì em bán là 1,5 triệu một cái nha, 1,5 triệu một cái. Đấy, hàng đã qua sử dụng rồi, để em đo kích thước cho bác coi nha. Đó này nha. Rồi, cái chiều ngang của nó khoảng là 19 cm nha. Đấy, 19. Rồi, cái chiều này, chiều dài nhất của nó là khoảng 26 cm nha. Đó, dài nhất là 26 cm này. Chiều cao này, chiều cao của nó khoảng 11 cm nha. Đấy, đây là 10 này, cái này lên thì khoảng 11 cm nha các bác. Đó, khoảng 11 nha. Rồi, đó, em sẽ test chi tiết cho các bác. Đó, cái này thì máy em bán, máy này em tặng các bác 4 cục pin bala này nha. Đấy, còn các bác nào mà có muốn mà dùng cái cục nguồn ấy, cục adapter ấy, cắm vào đấy, thì các bác có thể mua thêm nha, mua thêm giống vậy này. Đấy, các bác có thể mua thêm. Này thì em bán 60.000 nha. Đấy, các bác cắm mà để không cần dùng pin. Đấy, dùng điện, tí nữa cắm sau nha. Đấy, em test pin trước. Đấy, máy nó rất to, cái này nó nặng khoảng gần 2kg nha các bác, gần 2kg, nặng lắm. Rồi, cái này thì mở ra nó có tự, nó có khóa gì đó, mở cái này đèn nó sáng này. Đây nha. Đấy, mở ha, đèn sáng. Em đấy, đèn nó nhanh nhanh nháy các bác, tại vì hai cái đèn của em nó đang sáng nên là các bác không thể nhìn được. Đó, đang nháy, mở cái là nháy, đóng rồi nó tắt này, giống nó có cái công tắc ở đây này, đóng cái là tự nó tắt luôn. Đấy, nó tắt luôn nha, mở cái nó sáng. Đấy, cái này thì nó rất nhiều chế độ nha các bác, chế độ ban ngày, chế độ ban đêm, rồi lưu những cái chỉ số nhật ký ấy, lưu nhiều lắm đó, chữ tản chữ Nhật nha các bác, hàng nội địa Nhật nha. Đấy, cái này nè, cái dây của nó nha, thì nó lại rút ra, nó khóa được này, nó giống như cái dây lồ cơm điện nữa các bác rút ra, các bác để này, nó giữ lại này. Đấy, nó có cái khóa này, rồi lại tiếp tục kéo này. Đấy, nó lại đứng lại, thấy không, nó đứng lại này. Đấy, tiếp tục kéo này. Đấy, đứng lại, nó dây y như là cái dây mà lồ cơm điện các bác, lồ cơm điện của Nhật đấy nha các bác rút ra nó có tự nó khóa này. Thế là khóa vào thì các bác đừng rút này nha, các bác kéo tí. Đấy, nó lại tự vào. Đấy, tự nó đẩy vào, thấy không. Đây nhá, ra này, nếu vào nha các bác, kéo nó qua khóa các bác nhả ra nha. Đó thì nó tuột vào, chứ các bác đừng có để như vậy, các đút nó không vào nha, đút không vào nha các bác, giống y nồi cơm điện đó. Đấy, kéo nha này, đó ha, kéo tiếp này. Đấy, rồi để em test máy nha các bác, test máy này. Thì nói chung em làm này, vừa làm vừa test thì nó sẽ không chuẩn được nhá các bác. Đấy, nhưng mà em đây, em test bắp tay nha, bắp tay để cho các bác coi nó hoạt động thôi. Rồi, đây mình chọn người A người B nha. Đấy, thì mình muốn chọn A, chọn người A người B, nó lưu nhật ký mà. Đó, đợi một tí, đấy nó lên cái này là các bác ấn nhá, ấn này. Đấy, ấn nó bắt đầu đo. Đấy, đo huyết áp thì các bác phải ngồi yên nhé, ngồi yên thả lỏng cơ thể, nhưng mà cứ vừa làm việc vừa nói chuyện như thế này thì nó sẽ không có chuẩn được mấy nhá các bác. Đấy, nó nhả rồi đó.
cái này mấy cái chỉnh ngày chỉnh giờ được, các bác vào đây chỉnh nha. Đấy, các bác vào đây chỉnh được hết nha các bác. Đấy, 145/91 đấy, tức là em đang làm việc này, nó nên là nó không nó sẽ cao nha các bác. Giống như mình mới đi bộ, mới đi đâu về đấy, thì mình đo nó lúc nào nó cũng cao. Đấy, mình đang làm việc mà mình không có ngồi yên đó. Rồi thế còn người B thì mình lại chọn đây thôi. Đấy, chọn người B này. Đấy, chọn người B. Đấy, chọn người A. Đấy, tắt cái này, đóng rồi cái tự tắt. Đấy rồi, còn nếu mà các bác mà tí em test cái này đây, các bác mà không muốn đây không muốn dùng pin ấy, thì các bác cắm cắm cục adapter vào nhé. Đấy, cắm cục adapter vào. Rồi, đây nha, để em tháo pin nha các bác. Này, tháo pin. Đấy, tháo pin nha. Đây các bác cắm vào nha, cắm điện 220, cục này là mua thêm nha các bác. Đây là máy không có, cục này mua thêm nha. Đấy, cắm vào. Mở này. Đấy, lên đèn này, đấy nha. Bật này, thấy không? Đó. Dùng cái này thì đã dùng các bác ở phòng khám này. Các bác cứ để này thôi. Đó, cứ để này, không cần pin. Nha. Dùng đó, ok chưa? Đóng rồi tắt này. Đấy, thấy không? Đóng tắt nha, đây nha. Nha. Đó. Rồi, các bác có thấy không nhỉ? Đấy, đây nha, em đóng lại nó tự tắt này. Đấy, hiện đại chưa? Đó, nó có công tắc ở đây này. Đó. Rồi. Hai cái giống y chang nhau nha các bác, 1,5 triệu một cái nha. Đấy, 1,5 triệu cái nha. Đấy, em test tiếp cái này nha. Đó. Y chang vậy luôn. Đây, cái này cũng thế luôn. Em cũng lắp pin sẵn rồi. Cũng đều sản xuất năm 20 hết nha các bác, năm 20 tại Trung Quốc nha. Đấy. 20 hết nha. Kích thước của nó giống nhau nha. Đấy, còn rất đẹp nha các bác. Đấy. Pin em lắp sẵn rồi. Rồi, mở là đã lên đèn này. Nghe người B này. Đấy, kéo dây này. Kéo tiếp này. Đấy. Các bác đút này không vào nha, nát nữa phải kéo ra một tí cho mới nhả ra, giống nồi cơm điện đấy nha. Đấy, giống nồi cơm điện đấy. Kéo tiếp. Rồi, bây giờ chọn người B nha. Chọn người B. Đấy, người B. Nó nháy tí đấy, lên cái trái tim. Rồi các bạn ấn. Đo. Đấy, bắt đầu nó bơm. Hàng rất đẹp nha các bác. Có hai cái rồi. Nó về có hai cái. Đấy. Này giá mới của nó ở trên Amazon Nhật nó bán là 4 triệu giá mới. Này các bác mua qua sử dụng giá rất nhiều, có 1,5 triệu, giá 1/3 luôn. Đấy. Rồi, ok. Đấy, cái tay cũng đẹp nhá, tay đeo cũng đẹp. Đấy, bây giờ các bác đừng có đút vào này nha, các bác đừng đút nha, các bác kéo nó một tí, rồi nó tự nó tụt rồi luôn. Đấy, nó giống như là cơm điện ấy, ha. Đấy, giống như là cơm điện luôn. Đấy, để đây. Đây nha, đây nắp lại tự tắt này. Đấy, thấy không? Tự tắt. Đó, có công tắc. Công tắc nào đâu đây nhỉ? Đấy. Cái này cũng dùng nguồn được hết nhá. Đây. Đấy, để em bỏ cục pin này. Đấy. Cũng dùng nguồn hết. Đấy. Rồi, mở nhá. Đấy. Bật này. Đấy, đủ nguồn hết nhá. Đấy, cái này nó to như này tiện cho các bác nằm ở phòng khám, mà phòng khám thì đừng có dùng pin, cứ cứ cắm nguồn cắm điện được. Đấy, thế là như vậy thôi. Rồi đóng lại tắt này, thấy không? Đó, rất đẹp nha. Đó thì máy bao gồm máy này và tặng các bác bốn cái cục pin này nha. Đấy, còn cái nguồn này thì các bác nào thích dùng thì mua thêm nha, 60.000 em bán cái giá là giá hỗ trợ rồi, chứ còn không có lời lã gì đâu ở đây hết á, 60.000 là bán cùng thôi đó. Rồi thì hôm nay em video hôm nay em cũng chỉ có giới thiệu hai sản phẩm này thôi, tại vì mấy cái máy cạo râu thì em còn đang vệ sinh các bác đó, mấy cái cùi đồ thì cái nào mà các bác chốt thì chốt hết rồi đó, thế còn cái nào chưa chốt được thì em đang vệ sinh. Đấy, em đang phơi cho nên nó khô, cho nên nay em chưa lên máy cạo râu
đó. Thì video sau em sẽ lên những cái máy cạo râu hoặc là cái đồng hồ đo điện về em sẽ lên nha các bác. Còn hôm nay em lên hai máy thôi, thì 1,5 triệu nha các bác, 1,5 triệu cái này, có hai cái giống nhau thì em không đánh số đó. Thì bác nào mua cái nào thì liên hệ với em qua số Zalo điện thoại em ghi ở dưới màn hình nha. Đó, rồi xin chào các bác.